Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là WinFan đây. Hiện tại là mình đang có mặt ở server S169 mấy chủ đề lâu. Thì hiện tại là hôm nay mình sẽ điểm nhanh sự kiện ngày 17 nha. Sự kiện ngày mười mấy nha. Ngày 18 tháng 1 nè, mình xin lỗi các bạn là ngày 18 tháng 1. Thì sự kiện thì cái này là quà nạp nhận quà, còn cái này là tiêu nhận quà. Thì cũng bình thường thôi. Thì nhưng mà cái đặc biệt, cái chỗ mình thích là đây, ghép tranh có Kula. Mình đang mong chờ Kula. Thì đối với sự kiện ghép tranh này thì khá là rẻ, lấy tướng thì nó cũng tầm dao động từ 20 đến 25k kim cương. Các bạn sẽ có một con tư chất 15. Nếu mà các bạn thiếu mảnh, thiếu 50 mảnh thì chơi sự kiện này rất là lời nha. Còn nếu mà kiểu như mà bà muốn lấy tướng á, thì mình khuyên các bạn không, đừng chơi sự kiện này. Cái này sự kiện này chỉ bổ sung mảnh thôi. Ghép tranh là chỉ có bổ sung mảnh thôi, chứ nó cũng không ngon bằng cái dòng may mắn đâu ha. Ừ. Mình điểm nhanh thôi. Thì đây, bé Kula của mình. Đấy, ngắn hạn gặp mưa. Thì giờ mình bắt đầu mình quay để mình lấy em đó nha. Ok, let's go. Để mình bật. Rồi, ok. May mắn rồi. À, 15 30 26. Cái nữa. Ok. Mình tiêu nãy là mình được 123 mảnh rồi. Trời ơi, 11 nữa kìa. Nó 7 mảnh chứ phải 5 mảnh. Bình thường là nó sẽ 5 mảnh các bạn, nhưng mà bữa nay tới 7 mảnh lần. Đây, vừa đủ luôn, vừa khích luôn. Thì mình sẽ tốn có khoảng mấy ca thôi. Tốn bao nhiêu ca? Mình tốn 3 cái kim cương để cho mình lấy 27 mảnh, 28 mảnh. Thì sự kiện này thì rẻ, cái là các bạn sẽ lấy boss với số lượng, tùy theo số lượng mảnh như bạn. Tại vì cái mảnh Kula này á, là mình đã lấy ri từ cái lúc quét rồi, quét nhận quà mình lấy ri rồi, mình lấy ri 123 mảnh. Mình đổi trên sự kiện sinh nhật luôn, bởi vậy mình re được 123 mảnh và mình tốn thêm 3k để mình lấy nguyên con Kula thôi. Đấy. Đó, đã. Con này thì xài lâu hơn con 7, tại vì nó được cái không thôi. Xài lâu dài được các bạn. Đây, em nó đây. Cái này ca phải ca, cái này là ca tư chất 14. Còn cái này là KXIV. Này. Cái này là ML 2002 à. Home Pro. Home mình đang còn. Nữa mình sẽ thay bé nào đây? Mình sẽ thay con này đi. Con này đi. Thay con Ash cũng được. Ash nó có giảm công nữa. Để mình coi có con nào nó có giảm công nữa. À, Kula nữa nè. Rồi, mình sẽ lấy Kula thay cho con Ash Simpson. Đây, ok. Vậy thì video đến đây cũng đã hết rồi. À, khoan, chưa nữa các bạn ơi. Để mình nhận quà đây. 3 ngày của mình. Cái này là 3 ngày của mình thôi đó các bạn. Được ok, thì còn gì nữa không ta? À, bên đây, quà bên đây chúng ta sẽ được hai, có khoảng mình nghĩ là hơn 10 mảnh bản năng. Đấy, chúng ta sẽ có khá là nhiều. Đây. Thì chắc để nữa, đây là kho của mình, chắc để nữa mình bung thôi. Vẫn còn khá ít các bạn. Kim cương nè, 50, 30 nè. Thì video đây cũng đã hết rồi, thì rất mong được các bạn ủng hộ. Là nữa mình sẽ có clip để nâng Kula và test đấu trường.
ha. Rất mong được các bạn ủng hộ nha. Thì nếu các bạn có yêu cầu gì thì hãy đóng góp ý kiến dưới phần bình luận của video này, và đừng quên nhấn like video và đăng ký kênh của mình, và nhấn nút chuông thông báo nhỏ nhỏ để giúp mình có động lực để tạo ra nhiều kênh, nhiều video chất lượng hơn nha. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong cái tựa game KS98 này. Chúc các bạn có một ngày tốt ngày thật nhiều sức khỏe cùng người thân và bên gia đình, và hãy nhớ là hãy dành thật nhiều thời gian bên họ ha. Game thì chúng ta có thể cài, nhưng mà lỡ có một cái gì đó kiểu như không hay, mình chỉ nói là không hay thôi, thì kiểu như là cái này là mình không nói ấy á, nhưng mà kiểu như là các bạn hãy nhớ dành thời gian thật nhiều bên gia đình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, see you again. Please like, comment, share and subscribe channel for me. Bye bye, I love you guys.